Kính chào quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8. Ngoài phần tin là hướng dẫn lái xe an toàn trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 8, tại nút giao Nguyễn Văn Linh, Hải Thượng Lãn Ông, đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe máy vượt đèn đỏ. Xe ô tô đi trên đường Hải Thượng Lãn Ông hướng từ trường chính trị Nguyễn Văn Linh về chợ Hiến Nam. Khi đi gần hết phần đường thuộc ngã tư thì bất ngờ va vào xe ô tô biển kiểm soát 89H1-00715 do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô bị thương khá nặng phải nhập viện. Các nhân chứng có mặt tại ngã tư cho biết người điều khiển xe mô tô đã cố tình vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn xảy ra. Từ đầu tháng 6 tới nay, lợi dụng diện tích rộng của nút giao mới mở từ đường tỉnh 379 sang quốc lộ 39A, địa bàn xã Tân Tiến, huyện Khoái Châu, nhiều chủ xe đầu kéo đã đỗ xe trên đường gây mất an toàn giao thông. Nút giao có cấu tạo hình tam giác nhằm giảm bớt xung đột giao thông khi các phương tiện đi trên quốc lộ 39A có lộ trình đi sang đường đối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Tại vị trí tam giác hiện nay, do đang chờ đấu nối với đường tỉnh 379, nên đơn vị thi công chưa hoàn thành việc lắp đặt tấm ngăn cách cứng. Lợi dụng tình hình này, nhiều chủ xe đầu kéo đã biến nơi đây thành bãi đỗ xe suốt ngày đêm. Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, lực lượng chức năng tỉnh cần sớm xử lý vi phạm, trả lại sự thông thoáng và an toàn tại đây. Sau đây là phần hướng dẫn lái xe an toàn trong điều kiện trời mưa to, đường trơn trượt và hạn chế tầm nhìn của giảng viên trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên. Thưa các bạn, khi chúng ta lái xe vào ngày trời mưa to hoặc có sương mù dày đặc, sẽ làm cho mặt đường trở nên trơn trượt, tầm quan sát của người lái xe bị hạn chế. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn, người lái xe sẽ cần phải thực hiện các thao tác như sau. Một là người lái xe phải điều khiển xe chạy với tốc độ chậm, để chúng ta có thể quan sát được và kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Mặt khác, khi điều khiển xe chạy với tốc độ chậm cũng hạn chế được nước bắn lên những người lưu thông trên đường. Đây chính là một nét văn hóa giao thông. Hai là chúng ta sẽ phải bật đèn. Nếu như chúng ta lưu thông vào ban ngày thì người lái xe sẽ cần phải bật đèn lăng tét và bật đèn sương mù hay còn gọi là đèn vàng. Còn nếu như chúng ta tham gia giao thông vào ban đêm thì người lái xe sẽ cần phải bật đèn cốt và đèn vàng. Bởi vì đèn vàng có khả năng hỗ trợ ánh sáng tốt, nó có khả năng xuyên thấu qua các lớp sương mù dày đặc cho người lái xe có thể quan sát dễ dàng hơn. 3 là phải bật gạt mưa ở các chế độ phù hợp với tình hình thực tế. Nếu như là trời sương mù, mưa phùn thì chúng ta bật ở chế độ gạt một lần. Còn nếu như trời mưa vừa, chúng ta sẽ bật ở cái chế độ gạt liên tục. Trong trường hợp trời mưa to thì chúng ta cần phải bật ở chế độ gạt nhanh. Trong trường hợp lái xe chúng ta cảm thấy không an toàn khi trời mưa quá to hoặc sương mù quá dày đặc thì người lái xe cần phải chọn vị trí an toàn để cho xe dừng lại. 4 là chúng ta sẽ phải điều chỉnh các bộ phận làm tan hơi nước. Khi trời mưa hoặc sương mù dày đặc sẽ làm chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe. Và vì đó, nó sẽ tạo nên hơi nước hấp ở trên kính chắn gió. Điều này gây khó khăn cho người lái xe trong việc quan sát. Để giải quyết vấn đề này, thì chúng ta cần phải bật chế độ xây kính. Khi bật chế độ xây kính thì sẽ giúp cho kính trở nên trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, để hệ thống này làm việc hiệu quả, thì các bạn lưu ý, chúng ta phải đảm bảo là tất cả các cửa đều phải được đóng kín. Đối với các ô tô đời cũ không được trang bị chức năng xí kính thì người lái xe cũng có thể khắc phục tình trạng bị hấp hơi trên kính bằng cách điều chỉnh hệ thống điều hòa. Chúng ta sẽ từng bước điều chỉnh nhiệt độ ở bên trong xe sao cho giảm độ chênh lệch giữa nhiệt độ ở bên trong và bên ngoài. Đồng thời chúng ta sẽ điều chỉnh chế độ lấy gió trong để hơi ẩm không lọt vào bên trong xe. Điều chỉnh các khe hở gió sao cho không thổi trực tiếp vào kính ở phía trước và hai bên, tránh tình trạng gây hấp hơi ngược ở phía bên ngoài. Sau một khoảng thời gian, hơi nước sẽ được đánh tan và kính sẽ trong trở lại. 5. Trong trường hợp gặp sự cố thì người lái xe cần phải bật đèn cảnh báo và đặt biển báo cách một vị trí xe xa đang dừng để cho các phương tiện khác biết.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.